Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Tý, phong độ đỉnh cao những ngày cận Tết. Bước sang tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Người tuổi Tý được dự báo việc gì cũng nhận được nhiều các tin hậu thuẫn mang tới vận trình tháng chạp khá thuận lợi. Phong độ của những chú chuột đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi con giáp này có những bước tiến vượt bậc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Tý thấy rằng việc có nhiều các tinh hậu thuẫn mang tới cho con giáp này vận trình khá may mắn. Thời điểm cận Tết Nguyên Đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị qua giải quyết, nhưng cũng nhờ đó mà con giáp này cho thấy được khả năng tổ chức sắp xếp vấn đề tiền bạc của mình. Được cả lục hợp và thái dương che chở, công việc gần như không xảy ra những vấn đề nào đáng lo ngại. Phong độ của những chú chuột đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi mà con giáp này sẽ có những bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành. Bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, người tuổi Tý có quyền tự hào về những gì mình đã làm được. Chẳng những sự nghiệp, tài chính của người tuổi Tý vào cuối năm 2022 này cũng được dự báo sáng sủa vô cùng. Dù bạn sẽ phải tiêu tốn khá nhiều tiền để mua sắm đồ dùng cho những ngày Tết, nhưng con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng bởi thời điểm hiện tại các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, tuổi tiền luôn rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, tin vui bảo vệ cho thấy tình cảm của hai người sẽ nhiệt tình nhanh chóng. Có lẽ do không khí vui tươi của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên hai bạn càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần phải chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý qua từng phương diện cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Sửu, người tuổi Tý được dự báo có những bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tin xuất hiện trong tháng hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Cụ thể, vận trình tháng chạp của những chú chuột được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào tháng này, nếu bản mệnh kiên trì hơn, sẽ thấy được thành quả. Biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để người tuổi Tý nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mạng đang muốn cầu công danh chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Do đó cũng là tháng cận kề của Tết Nguyên Đán năm Quý Mão nên con giáp này có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ vào đó mà khả năng linh hoạt tổ chức, chức năng tổ chức và sắp xếp vấn đề không thể thiếu, kỹ năng quản lý vào thời gian thích hợp cho người tuổi Tý được phô diễn, giúp cho bạn kiểm soát tốt tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh luôn tận tình giúp đỡ, bản mệnh đạt được hiệu quả làm việc rất cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người nên khi cần sẽ có người giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của người tuổi Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có những bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình đã làm được.
Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho người tuổi Tỵ nhận hứng khởi và năng lượng tràn đầy để luôn sẵn sàng theo đuổi các nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và va vấp để đổi lấy những kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối cùng của năm 2022 này, người tuổi Tỵ cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. 2. Luận về phương diện tài chính. Sự nghiệp hành thông, không có gì lo đối với vấn đề tiền bạc của người tuổi Tỵ. Trong tháng 12 âm lịch này, tiền của người tuổi Tỵ sẽ tăng tiến. Bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các khoản thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của con giáp này được dự đoán sẽ đến những nguồn thu khác nhau. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không có gì làm khó được con giáp này. Nhờ vào sự nỗ lực, không ngại khó khăn, vất vả, bù lại thì nỗ lực của con giáp này sẽ đem về những thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rất rõ. Người làm công việc ổn định, bên cạnh các khoản nhận được đều đặn, bạn còn có thể có thêm những khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó. Nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Còn với người làm kinh doanh, hàng hóa của năm dồn dập khiến cho bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra do mục tiêu mua sắm sửa để đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên chi tiêu hoang phí trong những ngày cận Tết mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên, ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. 3. Luận về phương diện tình cảm. Bước sang tháng cuối cùng của năm, người tuổi Tỵ có một phương diện tình cảm nở hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Trong không khí hân hoan đón Tết năm mới, một nửa yêu thương bên cạnh còn gì tuyệt vời hơn phải không? Sao thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm lứa đôi sẽ có dịp tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng. Tình cảm của các cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó cũng được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng, nói rõ để cả hai tìm cách để giải quyết. Bạn trở nên thấy những ngày cận Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực với nhau sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu càng khẳng khích hơn. Có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương và có thể là người dẫn về ra mắt hai bên gia đình trong dịp Tết này. Nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân. Tuy nhiên, có vẻ trong thời gian này bạn đang phải tập trung phần lớn tinh lực vào việc xây dựng sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tỵ vào tháng 12 âm lịch này ở mức độ trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn càng cần phải chú ý chăm sóc cơ thể hơn cả để không ngã bệnh vào thời điểm này. Dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn phải chăm chỉ luyện tập bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 12 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Mậu Tỵ mệnh hỏa, năm sau thủy diệu, nữ sau mộc đức khẩu quyết, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen.
2. Tuổi Canh Tý, mệnh thổ, năm sau mộc đức, nữ sau thủy diệu, khẩu quyết, đi đúng đường sẽ ngày sớm chạm tay vào mục tiêu. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc. 3. Tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, năm sau Vân Hẳn, nữ sau La Hầu, khẩu quyết, nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng rủng rỉnh, tiền lãi đổ về. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý, mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, tình cảm lứa đôi sẽ dịp tăng nhiệt, thăng hoa. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. 5. Tuổi Bính Tý, mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, rèn luyện thân thể chăm chỉ để đẩy lùi bệnh tật. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng kim, màu ghi. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Sửu. Vận trình tháng chạp đối với những chú trâu có thăng có trầm, tuy mức độ không đáng ngại nhưng vẫn không thể chủ quan, kẻo tình hình trở nên gay go hơn. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của người tuổi Sửu, đặc biệt vào thời điểm năm hết Tết đến, cần phải cẩn trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh làm quan đợi hậu thuẫn, lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung, nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về phương diện tiền bạc, người tuổi Sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí ở thời điểm hiện tại. Làm ăn hung hạp nên tìm hiểu kỹ càng, kẻo bị lừa gạt vào thời điểm cuối năm. Đây là khoảng thời gian khá bận rộn của người tuổi Sửu, chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô ý, khiến cho mọi mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng, an yên. Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến cho bạn bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời điểm để rèn luyện thể dục, thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Sửu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 12 âm lịch hay còn gọi là tháng cũ mật, người tuổi này được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong mọi công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bản mệnh cần phải thận trọng, nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh làm quan đợi nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn nữa chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu để đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Vì là cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ. Hiệu suất có tốt hay không cũng còn tùy thuộc vào sự tập trung, nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể và tháng này sẽ hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt tháng này, tuổi Sửu chịu tác động bởi bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh. Xuất hiện điềm bão có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó,
bạn càng nên phải thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, trơn tru để yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã bỏ cuộc bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp và nhận được lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn được phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. 2. Luận về phương diện tài chính. Tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là mặt tài chính vẫn ổn định, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong cuối năm nay vì đủ chuyện phải lo toan. Tháng này, người tuổi Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài lộc không quá ảm đạm. Cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả không có khoản thu đáng kể vào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong tháng Chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Xong, tuổi Sửu cũng đừng vội đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản thu nhập thì cũng phải đợi thời cơ thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Dù là tháng kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu mua sắm tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có những thứ phải mua sắm, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ càng, kẻo bị lừa gạt vào thời điểm cuối năm. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng Chạp là khoảng thời gian khá bận rộn cho những chú trâu. Chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình yêu cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ xảy ra sự xa cách. Có những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho tinh thần và trạng thái của bản mệnh trở nên nhạy cảm. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc của mình mà hay cáu giận, vô ý sẽ khiến cho mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Đặc biệt là người đã kết hôn, con giáp này nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón nhận một cái Tết ấm cúng, an yên. Tình hình cũng không khả quan hơn khi những người độc thân. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, rất khó nắm bắt. Đa phần bản mệnh đều bận rộn với công việc, dành hết tâm trí cho mục tiêu phát triển sự nghiệp và không có thời gian và chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Sửu cũng cần phải quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng Quý Sửu, thổ khí vượng khiến cho thể trạng và tinh thần của bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến cho người tuổi Sửu dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình mong muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo công việc và vấn đề trong cuộc sống. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, năm sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn khẩu quyết, phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong có đột phá. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Tân Sửu mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết, có thể bị ganh đua đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ.
Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tài chính vẫn ổn, đủ để chi tiêu vào dịp cuối năm. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết, mối quan hệ ngội lành, vợ chồng dễ có sự xa cách. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, cần quan tâm tới sức khỏe hơn trong tháng Thổ Khỉ Vượng. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu nâu, màu tím. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dần. Bước sang tháng Chạp âm lịch, đây là tháng mà nhân duyên rộng mở với bản mệnh, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị, lãng mạn nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh. Vận trình tháng Chạp của những chú hổ được dự đoán diễn ra khá êm đềm, đặc biệt đây sẽ là tháng nhân duyên rộng mở đối với con giáp này. Công việc nhìn chung không có nhiều biến động gì quá lớn, bạn không gặp phải những trở ngại gì quá lớn lao, cũng không chịu áp lực nặng nề, ngược lại còn chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Người tuổi Hậu, nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, cho để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu khoe khoang. Đây cũng là tháng mà bản mệnh nhận được các khoản lương thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính cũng được dự báo sẽ khá dư dả khi các nguồn thu tăng vọt. Người làm công ăn lương có thể yên tâm nghỉ tới một cái Tết ấm no, còn người làm kinh doanh có thể hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến nay. Bạn sẽ thấy được lợi nhuận cao, doanh thu tăng vọt bất ngờ. Tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022 cũng là thời điểm mà con đường tình duyên của người tuổi Dần rực sáng. Đào hoa tình chiếu mệnh, người độc thân có nhân duyên phơi phới, có người yêu là điều sẽ diễn ra sớm muộn mà thôi. Các cặp vợ chồng sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của hung tinh thiên nguyệt. Tháng này, bạn có thể đổ bệnh do chạy đôn chạy đáo lo Tết nhất. Bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Làm việc, đi lại cũng phải đề phòng hỏa huyết quang và qua quẹt xe cộ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho người tuổi Dần qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Sửu, người tuổi Dần có một tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bản mệnh có thể an tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu, chăm chỉ, nghiêm túc thì làm việc cũng xong tất cả, nhìn thấy được thành tích ngay lập tức. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán. Nhờ đó, tới cuối tháng, bạn có thể an tâm đón một cái Tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những chú hổ không còn ngần ngại mà giúp đỡ người mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến cho bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như thế là tốt, nhưng chỉ nên chú ý thái độ của mình, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu hay khoe khoang. Lưu ý tháng này, nguyệt lệnh làm một dục có thể khiến cho tâm tình của bạn thiếu sự kiên nhẫn. Nếu không được như ý, thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác, làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt khiến bạn chạnh lòng và giận dỗi. Nhưng thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực,
Mộc dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành. Không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Người tuổi Dần có thể được gần gũi một vài nhân vật có uy tín giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không gì có được, bạn cần phải tranh thủ học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. Khi cần thiết, hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài. Kể cả khi bạn không làm theo những lời khuyên này, thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp bạn thay đổi ý tưởng của mình cho hợp lý hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng Chạp cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Dần cũng khởi sắc hơn rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của con giáp này diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng bản mệnh nhận được các khoản thưởng nóng và thưởng Tết cuối năm, nên tình hình tiền bạc dự báo sẽ khá dư dả. Một số bạn biết chấp lấy thời cơ thể hiện năng lực đúng lúc nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp cho số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư dả tạo điều kiện để bạn mua sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng trở nên phung tiền vừa bãi. Bạn nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết, cắt giảm những khoản không cần thiết vào lúc này, thực hiện kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa lãng phí. Với người làm kinh doanh, tháng Chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán. Nếu biết tận dụng thời cơ, bạn có thể an tâm hãy ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến nay. Bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu tăng vọt bất ngờ. Tuy nhiên, người tuổi Dần cũng trở nên tham lam mà nóng vội mở rộng quy mô quá mức vào lúc này. Tốt nhất nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước, trong và sau Tết cũng rất nhiều biến động rõ ràng nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. 3. Luận về phương diện tình cảm. Theo dõi tử vi tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho thấy, tháng cuối cùng của năm cũng là thời điểm con đường tình duyên của người tuổi Dần rực sáng. Tháng này nhờ nguyệt lệnh làm một dục thêm cả sao bách việc chủ đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên rộng mở, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị, lãng mạn cho những chú hổ. Các chàng trai, cô gái độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng phù hợp để phát triển quan hệ. Rất có thể bạn sẽ không phải đón một cái Tết cô đơn như mọi năm. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cũng có thể nâng tầm mối quan hệ, sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái. Tết tới cũng là dịp để cả nhà xích lại gần nhau hơn. Rất nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên đều được tháo gỡ nhờ vậy. Song, người tuổi Dần cũng cần phải đề phòng bởi đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ. Nên tỉnh táo, giữ mình để tránh rơi vào những vòng xoáy tình tay ba. Tình cảm luôn bền vững thì quan trọng nhất phải biết tự tạo cảm giác an toàn cho đối phương và giữ lòng mình dành cho nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Chịu ảnh hưởng của hung tinh thiên nguyệt, sức khỏe của những chú hổ vào tháng 12 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu là do bạn mải mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến cho tình trạng lao lực xảy ra. Tết nhất cận kề nên có nhiều việc cần phải lo toan cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển, đi lại, làm việc chân tay trong tháng cửu mật cũng phải cẩn thận, kẻo va đụng, gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc sơ hở gây mất cắp đồ đạc. Vượng cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 12 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Canh Dần mệnh mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, chăm chỉ, nghiêm túc thì việc gì cũng xong. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thân,
màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá. 2. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, chủ động nhận nhiệm vụ, nhưng trở tỏ ra thái độ, khoe khoang, kiêu ngạo. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, các nguồn thu linh hoạt, thuận lợi cho kế hoạch sắm sửa đón Tết. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, nhân duyên rộng mở, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 5. Tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, sức khỏe có dấu hiệu lao lực nên chú ý điều dưỡng cơ thể. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Mão. Vận trình tháng chạp đối với người tuổi Mão có nhiều điểm sáng. Gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh, tháng mới báo hiệu những chú mèo sẽ đón nhận không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022, vận trình của người tuổi Mão có nhiều điểm sáng. Công việc tiến triển thuận lợi, báo hiệu sẽ đón không ít những tin vui và cả tài lộc. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bản mệnh làm nhiều, hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là tháng mà bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị bản thân. Tháng này, người tuổi Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây là tháng cận Tết, thu nhập càng tăng cao. Cơ hội làm giàu, hợp tác, đầu tư càng lớn, giúp cho tinh thần của con giáp này vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân, ghen ghét, hung hạp. Nên chú ý trong khâu chọn người. Về phương diện tình duyên, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức độ ổn định, đôi lúc có cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Con người độc thân vẫn cần nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Sức khỏe trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng nhưng những chú mèo vẫn cần phải đề phòng hung tinh thiên cẩu gây họa huyết quang hoặc gặp những tai nạn bất ngờ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Mão qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 12 âm lịch, người tuổi Mão được dự đoán sẽ đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Vận khí ít họa, nhiều phúc, dù theo đuổi ngành nghề nào cũng dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Có nguyệt lệnh làm đất trường sinh hỗ trợ, công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chỉ cũng là thu hoạch nhất định. Thành quả đạt được xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi đang vượng các khí. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới, đều thành công tốt đẹp. Nhưng nên nhớ, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết, đừng vội tiến hành một cách mù quáng kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng mà bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình khi có thêm sự hậu thuẫn của sao Tả Phù. Nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo,
hoặc cộng tác, bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là môi trường để bạn gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người ở người tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch này. Vận khí lên cao giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa tốt đẹp ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh. Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những các tinh kể trên, tháng 12 âm lịch này còn có sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở người tuổi Mão phải thật cẩn trọng, nhìn trước ngó sau, kẻo một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ cho tiểu nhân gây bất lợi. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng, dựa hơi vì muốn chiếp đòn những thứ mà bạn có công sức bỏ ra. Chính những đối tượng này làm rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của bạn, vì thế trở nên chủ quan. Nhìn chung, tháng 12 âm lịch này, bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không thiếu vinh hoa phú quý. 2. Luận về phương diện tài chính. Không chỉ công việc, tài lộc của người tuổi Mão cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp cho tâm trạng của những chú mèo vô cùng hân hoan. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao nhờ vậy cũng được cải thiện trông thấy. Bạn không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng hốt bạc ở thời điểm Tết đã đến gần. Thị trường đang rất sôi nổi, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết, hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén, tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Hung hạp thì nên chú ý trong khâu chọn người. Đừng quên hung tinh Thiên Cẩu vẫn luôn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ khi nào. Mua sắm Tết nên có chuẩn mực để tránh tình trạng làm chi. 3. Luận về phương diện tình cảm. Bước sang tháng 12 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Mão có thể coi là hài hòa ổn định. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến đôi trái tim xích lại gần nhau. Đời sống vợ chồng không có vấn đề nào đáng lo lắng, trong ấm ngoài êm. Đôi khi lúc vẫn có những cãi vã, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng tới hòa khí chung của gia đình vào thời điểm cuối năm. Con người độc thân vẫn có một vài cơ hội đào hoa, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Còn nếu vẫn bị động như cũ, có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa. Với người có những vết thương lòng trong quá khứ, hãy mạnh dạn buông bỏ tất cả, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới. Có như vậy, bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe cũng khá ổn định, hầu như không gặp những vấn đề nào quá nghiêm trọng hay lớn lao. Nhưng công việc tất bật vào dịp cuối năm dễ cuốn bạn đi, thường xuyên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới lao lực, đổ bệnh bất chợt. Bạn nên lưu ý những vấn đề này để có đủ sức khỏe để đón Tết. Bên cạnh đó, người tuổi Mão cũng cần đề phòng có hung tinh Thiên Cẩu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Cần lưu ý trong việc ăn uống đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đủ đầy, hạn chế ăn hàng, quán không đảm bảo vệ sinh, có thể bị ngộ độc.
Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh. 2. Tuổi Quý Mão, mệnh Kim, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh. 3. Tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu xanh, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, chuyện tình cảm trong tháng 12 âm lịch này có thể coi là hài hòa, ổn định. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, đề phòng hung tinh gây họa huyết quang, tai nạn bất ngờ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Thìn. Đối mặt với nhiều biến động do vận khí bị khắc chế. Tháng chạp, cục diện tương phá dự báo những chú rồng có thể sẽ phải đối mặt với khá nhiều biến động trong vận trình sự nghiệp. Cạnh tranh, đấu đá ngầm, không có dấu hiệu giảm sút mà thậm chí còn có chiều hướng gia tăng. Tháng Quý Sửu là thời điểm năm mới cận kề khiến cho người tuổi Thìn cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết. Thế nhưng, mọi chuyện có thể sẽ không được suôn sẻ như mong muốn của con giáp này. Cục diện tương phá dự báo những chú rồng có thể sẽ phải đối mặt với cả nhiều biến động trong công việc của mình. Cạnh tranh, đấu đá ngầm không có dấu hiệu giảm sút mà thậm chí còn có chiều hướng gia tăng khi xung quanh bạn ai cũng đều là người có năng lực. Lúc này, người tuổi Thìn cần phải nỗ lực tiến về phía trước, hạn chế mắc sai lầm, kẻo đó sẽ là cái cớ để kẻ xấu vịnh vào phá hoại bạn cho bằng được. Tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Thìn bị phân tâm bởi nhiều vấn đề nên chuyện làm ăn ảm đạm, việc kiếm tiền có phần bê trễ. Rất may là trước đó con giáp này có một khoản tích lũy không nhỏ nên đủ để trang trải khi khó khăn. Vào cuối tháng là thời điểm các khoản lương thưởng Tết đổ về tuổi, giúp cho bản mệnh có thể thở phào yên tâm sắm sửa đón Tết. Chuyện tình cảm vào tháng Quý Sửu cũng chịu tác động không nhỏ. Người có đôi ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với cuộc tình. Có thể sẽ có những sự việc như giọt nước chèn ly xảy ra khiến cho quyết tâm chia tay trở nên gay gắt hơn. Đường tình ảm đạm, người độc thân chân thành nhưng chẳng được đón nhận, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Sức khỏe của người tuổi Thìn có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do thay đổi thời tiết và cả mải mê lo nghĩ nhiều vấn đề. Ngoài ra, người tuổi Thìn cần đặc biệt lưu ý tới tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi, trẻ nhỏ trong nhà, tránh bị âm sát hãm hại. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Do chịu tác động từ tương phá thái tuế, vận trình công danh sự nghiệp của những chú rồng vào tháng Quý Sửu được dự báo sẽ gặp không ít những trục trặc cản trở từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Càng gần Tết mọi thứ càng cập rập, đây còn không phải là thời điểm mà bạn có thể thảnh thơi làm những việc mình yêu thích nữa. Khối lượng công việc tăng mạnh kèm theo đó là áp lực.
Không khí năm mới cũng khiến cho bản mệnh cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết. Thế nhưng, mọi chuyện có thể sẽ không được suôn sẻ như mong muốn của con nhóc này. Thậm chí, người tuổi Thìn càng nhanh thì càng dễ lộ ra sai sót, hậu quả vô cùng nghiêm trọng vào lúc này. Tháng chạp, còn có cả hung tình ám sát xung chiếu là điềm báo có kẻ xấu ngấm ngầm hãm hại bản mệnh. Sẽ phải tốn nhiều tinh lực mới có thể giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Cạnh tranh, đấu đá ngầm ngày càng gia tăng, nhất là khi xung quanh bạn ai cũng đều lừa là người có năng lực. Và thời điểm này, ai cũng muốn chứng tỏ ưu thế của mình để có khoản thưởng Tết thêm phần dư giả. Lúc này, bạn cần phải nỗ lực tiến về phía trước, hạn chế mắc sai lầm, kẹo đó sẽ là cái cớ để cho kẻ xấu vịnh vào và phá hoại bạn cho bằng được. Nhiều khó khăn ập tới có thể khiến suy nghĩ của người tuổi Thìn trở nên bế tắc. Vì thế mà con giáp này thường mất bình tĩnh, khó đưa ra được những quyết định đúng đắn và chính xác. Dù vậy, vẫn phải tự nhắc nhở bản thân, hành sự phải thận trọng, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, thủ tục pháp lý. Sai sót vào thời điểm năm hết Tết đến sẽ rất khó để khắc phục được sớm, lại còn ảnh hưởng tới uy tín và hao tổn tiền của. Cũng may tháng này, nguyệt lệnh lâm dưỡng và thiền đức các tình báo hiệu mọi việc sẽ tốt dần lên. Nỗ lực của con giáp này đến một thời điểm nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần những chú rồng tập trung tinh thần cao độ, hạ quyết tâm tới cùng thì mọi khó khăn có thể tháo gỡ để gặt hái thành quả xứng đáng, cũng được thảnh thơi phần nào để yên tâm đón Tết. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Sửu, người tuổi Thìn do bị cục diện tiềm ẩn hung hiểm, lại có hung tinh rình rập, tài chính của con giáp này bất ổn, có nhiều biến động thăng trầm rất khó đoán trước. Có thời điểm tiền đến nhanh nhưng cũng nhanh đi khó tụ lại. Tường phá khiến cho vận khí sa sút ở nhiều phương diện, người tuổi Thìn cũng dễ bị phân tâm bởi nhiều vấn đề. Lúc nào cũng chạy đôn chạy đảo để lo công việc nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn, càng khiến cho tinh thần lao dốc. Vì những nguyên nhân này mà việc kiếm tiền có phần bề trễ. Mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu nhập chính. Song công việc chưa đạt được mục tiêu dự kiến lại thường xuyên bị cản trở, do đó nguồn thu lương thưởng cũng có thể bị đe dọa bất cứ khi nào. Phải tới đợt cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ thưởng Tết, bạn cần tập trung hết sức mình cho công việc chính, như vậy sẽ có những thu hoạch xứng đáng. Hơn nữa, tháng này có nguyệt lệnh làm đất dưỡng, báo hiệu vận khí sẽ dần có khởi sắc. Người tuổi Thìn càng chăm chỉ, nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần tăng tiến. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Vấn đề chi tiêu nên đề cao tiết kiệm, sắm sửa có chừng mực. Rất may là trước đó con giáp này có một khoản tích lũy không nhỏ nên đủ để trang trải cho các sinh hoạt phát sinh bất ngờ. Cuối tháng là thời điểm các khoản lương thưởng Tết đổ về túi, giúp cho bản mệnh có thể thở phào yên tâm sắm sửa đón Tết. Người làm ăn kinh doanh có thể sẽ thấy không hài lòng khi doanh thu năm nay kém hơn so với mọi năm. Nhưng nếu có xu thế chung thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy cứ tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín vững chắc thì khách hàng sẽ tự tìm tới tận nơi. Bên cạnh đó, ở thời điểm cuối năm cận Tết, vận khí lại có nhiều biến động do ám sát hung tinh đe dọa. Bạn cũng nên hạn chế đầu tư mới ở những quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất các kế hoạch dạng này để tới năm sau khi vận khí có khởi sắc tích cực hãy tiến hành. 3. Luận về phương diện gia đạo.
Phương diện tình cảm của người tuổi Thìn vào tháng Quý Sửu chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương phá. Dù là người độc thân hay đã kết hôn đều gặp không ít những rắc rối, buồn tủi. Người có đôi ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với mối quan hệ hiện tại khi cả hai thường xuyên xung khắc vì những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Những va chạm lớn nhỏ khiến cho cơn giận tích lũy, chiến tranh lạnh liên miên, chẳng ai được dễ chịu. Có thể sẽ có những sự việc như giọt nước tràn ly xảy ra khiến cho quyết tâm chia tay trở nên gay gắt hơn. Đặc biệt là hung tình ám sát sẽ tác động tới tình cảm vợ chồng khá lớn, thậm chí gây đổ vỡ. Vợ chồng ngày càng có xu hướng xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp về cả vấn đề tâm lý và sinh lý. Điều đó gây ra hàng loạt mâu thuẫn, xung đột. Tình trạng này nếu không sớm chấm dứt sẽ ảnh hưởng tới hòa khí gia đình, việc đón Tết cũng trở nên nặng nề. Đường tình ảm đạm, người độc thân chân thành nhưng chẳng được đón nhận, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Thường xuyên nhận lấy cảm giác thất vọng ê chề khiến bạn càng ngày mất niềm tin vào tình yêu và có xu hướng khép kín lòng mình lại. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Vận khí bị tường phá khắc chế lại có hung tinh ám sát vây hãm, sức khỏe của những chú rồng giảm sút trông thấy. Tinh thần bất ổn, nhiều chuyện phải lo lắng, lại thêm cảm xúc ngổn ngang những ngày năm hết Tết đến, càng khiến cho cơ thể của con giáp này dễ bị suy nhược, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Dù chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó, con giáp này cần tìm cách giải tỏa áp lực càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý chăm sóc cho giấc ngủ, thường xuyên rèn luyện thể dục. Bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Ngoài ra, con giáp này cũng cần đặc biệt lưu tâm tới tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi, trẻ nhỏ trong gia đình, tránh bị ám sát, hãm hại. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 12 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu huyết, khối lượng công việc tăng mạnh. Kèm theo đó là áp lực. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu huyết, vợ chồng ngày càng có xu hướng xa cách, lạnh nhạt. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu huyết, đề phòng cạnh tranh, đấu đá ngầm ngày càng gia tăng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, màu tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu huyết, sức khỏe giảm sút do tinh thần bất ổn, nhiều lo lắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ, có may mắn kề bên, nhiều bước tiến rõ ràng. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2022, người tuổi Tỵ được tam hợp và nhiều các tinh hậu thuẫn. Mọi việc của con giáp này vào tháng chạp đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía của bạn nên con giáp này nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển cho bản thân. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có những bước tiến rõ ràng mà còn có nhiều cơ hội gặp được quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào những buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Người tuổi Tỵ vào tháng Quý Sửu này có thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc là nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung, người tuổi Tỵ không có gì phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.
cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Con đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bản hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, rất có lợi cho người độc thân. Đôi lửa, vợ chồng cũng hàn gắn được những vết nứt nhanh chóng, giữ gìn hòa khí gia đình, các thành viên xung vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cũng cần chú ý chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh Bạch Hổ án ngữ dự báo có những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó người tuổi Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tỵ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ như hổ mộc thêm cảnh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình trong việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt. Thân may mắn đang đứng về phía của bạn nên con giáp này nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội phát triển thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, người tuổi Tỵ còn được quý nhân giúp sức nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có hơi thể nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ một cách kính đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện cho người tuổi Tỵ chăm chút các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng đồng sức trong văn phòng càng khiến cho con đường tiễn thân của bạn mở rộng. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì mọi cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối năm của năm 2022, người tuổi Tỵ chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác nhiều. Xử lý sẽ gia tăng khiến cho con giáp này cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở. Việc gì cũng có cái giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay bạn. 2. Luận về phương diện tài chính. Xét về mặt tài lộc, đây cũng là một tháng tài khí của người tuổi Tỵ tăng cao ngút ngàn bên cạnh sự nghiệp. Tài lộc của con giáp này trong tháng Quý Sửu khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng độ trì. Tiền bạc kiếm về tuổi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phủ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả, nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho con đường tiễn thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp cho việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, người tuổi Tỵ nên tính toán cho những bước đi xa hơn vào dịp sau Tết. Quan sát để nắm bắt được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt, kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý.
Nhìn chung con giáp này không có gì phải lo ngại về vấn đề tiền bạc, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết nguyên đản khiến cho bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này cũng đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên làm và không nên làm để tránh những lo lắng về sau. Ngoài ra bạn cũng nên sắp xếp để đổi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với các khỉ đang vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về tuổi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng Quý Sửu là tháng có bản hợp che chở nên con đường tình duyên của người tuổi Tỵ có đào hoa chiếu mệnh. Nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Các thần giúp sức gia tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ sẽ rất có lợi cho người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với người bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày. Những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, giữ gìn hòa khí gia đình. Gia đạo trong ấm ngoài im, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành viên xung vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vùng vẫy trang hoàng nhà cửa chuẩn bị năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này sau bao tháng ngày mong ngóng. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng cẩn thận, kẻo bạch hổ hung tinh gây họa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022 này, người tuổi Tỵ có thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quan. Do đó, con giáp này nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Đồng thời, vào thời điểm cuối năm này cũng sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên hoan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, đầu xuôi đuôi lọt. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Được quý nhân giúp sức, có ưu thế nổi trội, đường tiến thân rộng mở. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu huyết, tài tinh liên tục gia tăng độ trì, tiền bạc đổ về tuổi ung ung. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 4. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. 5. Tuổi Tân Tỵ mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, cẩn thận khi đi lại kẻo vướng họa huyết quan tai nạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ, tìm ra cơ hội ẩn tàng trong thách thức. Bước sang tháng Quý Sửu, những chú ngựa sẽ có một tháng mới không ít những thử thách
và trong đó vẫn tiềm ẩn các cơ hội dành cho con giáp này. Đây là lúc bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn cho những việc mình đang làm nếu không muốn nhận những thành quả xấu, sẽ có những thành quả tích cực đem về cho bạn. Thách thức lớn nhất với những chú ngựa vào tháng chạp là do cục diện tương hại thái tuế gây ra. Con giáp này rơi vào vòng kìm kẹp khi chịu áp lực từ cấp trên và còn phải phân tâm để lo đề phòng đối phó với những chiêu trò mà tiểu nhân gây ra. Lại thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến cho vận khí giảm sút mạnh, hầu như bản mệnh không gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Về phương diện tài lộc, tháng này không phải người tuổi ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập cho mình. Sự xuất hiện của một số các tinh vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên, do vận khí ẩn tàng hung họa, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Nếu biết tích góp, chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xây sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Vận trình tình cảm cuối năm của người tuổi ngọ khá bất bát, bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm. Người độc thân tuy sốt ruột với tình trạng hiện tại nhưng cũng không thể nào thay đổi được gì, tinh thần khá chán nản. Sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống, do áp lực tinh thần quá lớn khiến cho sức khỏe của con giáp này giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tính toán thiệt hơn để thấy cuộc sống không bể tắc quẩn quanh. Chỉ khi tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi ngọ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng mới, dự báo người tuổi ngọ sẽ phải chịu không ít những áp lực trong công việc. Vận khí giảm sút kéo theo con đường sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Nhiều hạng mục đầu tư không được tiến hành như dự kiến hoặc có làm nhưng đạt kết quả còn khiêm tốn. Do tương hại thái tuế cản trở, thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt, áp lực công việc đè nặng trên vai người tuổi này. Điềm báo cho thấy vẫn sẽ luôn phải cần phải đề phòng cảnh giác những kẻ tiểu nhân và đối thủ kề bên. Đã vậy, áp lực từ cấp trên liên tục gia tăng, công sức bỏ ra có thể không đạt được như kỳ vọng. Sự cạnh tranh, đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến cho con giáp này phải đau đầu, dù chỉ muốn yên phận làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình. Nhưng ở những ngày cận kề năm mới này, bản mệnh thường phải đối mặt với những lời đâm thọc, chọc quấy, mâu thuẫn nội bộ. Khối lượng công việc khá lớn, nếu không có những người xung quanh giúp đỡ thì e rằng con giáp này khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến. Tuy nhiên, tâm tính cao ngạo cũng khiến cho bạn khó mở lòng nhờ vả ai đó. Nếu tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể tự đảm nhận một mình mà không cần phải trông chờ vào một ai. Bên cạnh đó, những chú ngựa cũng cần song sáo, chủ động hơn trong mọi việc. Đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó, chỉ bảo mới làm. Bởi như vậy, thành công mà bạn có được chỉ mãi đứng sau người khác. Sự chủ động tích cực cũng giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt cấp trên. Ngoài ra cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một. Càng sốt ruột, hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung, đây là lúc mà bạn cần đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bên trong những thách thức vẫn còn có thể thấy những cơ hội đang tiềm tàng. Nhất là khi tháng này, người tuổi ngọ vẫn có sự hậu thuẫn của những các tinh như tử vi giải thân. Nếu có thể chăm sóc, nỗ lực nhiều hơn, giảm suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lỗi mòn cũ kỹ, từ đó sẽ có thể tìm ra con đường mới mẻ đầy khả quan hơn. Hiện nay là tháng chạp, Tết đã đến gần rồi, hãy cố gắng hoàn thiện cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất,
vấp ở đâu, đứng dậy ngay tại đó, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Sự cố gắng của bạn rồi sẽ đem tới cho bạn những kết quả rất đáng tự hào. 2. Luận về phương diện tài chính. Trong tháng Quý Sửu này, tình hình tài lộc của người tuổi Ngọ có tăng có giảm, vận trình tốt xấu cũng phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của người tuổi Ngọ. Tháng này không phải không có cơ hội để gia tăng thu nhập. Sự xuất hiện của một số các tinh như giải thần, thiên tài vẫn mang tới cho bạn những khoản thu bên lề. Tuy nhiên, do vận khí ẩn tàng hung họa khi nguyệt lệnh lâm tuyệt nên con đường tiền bạc có thể có nhưng rồi cũng sớm đi. Bản mệnh phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Với người làm công ăn lương, bạn hầu như không có khoản thu mới. Nhưng tháng này sẽ có thêm một khoản đáng kể từ thưởng Tết nên bạn vẫn có thể trông đợi vào đó. Nếu biết tích góp chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xây sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Tuy nhiên, thời điểm này công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn, những áp lực, mâu thuẫn gia tăng khiến cho những chú ngựa càng căng thẳng và khó có thể tập trung. Nếu để đầu óc sao nhãng sẽ rất dễ mắc sai lầm, để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, làm việc cẩn thận để không mất tiền do nguyên nhân chủ quan. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán cũng sẽ không thật sự lý tưởng. Dù thị trường ngày cận Tết có biến động, sức mua tăng nhưng vẫn chưa đạt được như mức kỳ vọng của bạn. Các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi kinh doanh không tăng, hầu như không có lãi nhiều. Bạn cần phải xem xét lại cách thức thực hiện, sai ở đâu thì cần sửa ngay ở đó. Có như vậy tình hình mới được chuyển biến tốt. Đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn, lại ít lỗ nhiều. Người tuổi Ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn, cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh để kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của bạn. Đặc biệt, trở nên gom quá nhiều hàng Tết kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho, ra Tết rất khó tiêu thụ. Bạn nên liệu cơm mà gấp mắm, tùy vào tình hình chung để có sự điều chỉnh cho phù hợp. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng Quý Sửu là một tháng khá bận rộn và vất vả đối với những chú ngựa. Bạn thường xuyên tập trung chủ yếu tinh lực vào sự nghiệp và công việc kiếm tiền của bạn, nơi sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhất là khi sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bạn phải dùng thời gian tâm sức để giải quyết, cứ thế dần dẫn tới tình trạng bỏ bê nửa kia khiến tình cảm xuất hiện những vết nứt. Nhưng chính bạn cũng không biết cách nào để cân bằng hai bên. Sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải đối diện với áp lực công việc, vừa phải chịu sự hờn dỗi trách móc từ người ấy. Bạn khó lòng vực dậy trong mối quan hệ mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang lên tới đỉnh điểm. Tinh thần vì vậy ngày càng sa sút. Bạn có thể sẽ nảy sinh tâm lý than trách nửa kia không chịu cảm thông, thấu hiểu cho bạn. Nhưng xét cho công bằng, chính con giáp này cũng có lỗi khi bạn luôn giấu kín mọi chuyện, một mình chịu đựng và giải quyết. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nếu tình yêu đủ lớn, cả hai cũng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Còn riêng đối với người độc thân, tuy sốt ruột với tình trạng cô đơn của mình nhưng cũng không thể nào thay đổi được điều gì, nhất là khi Tết đang đến gần. Niềm khát khao có được người kề bên khiến bạn càng sinh ra tâm lý chán nản. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng Quý Sửu này cho thấy Ngọ hỏa gặp Sửu thổ. Hỏa sinh xuất cho thổ nên bị suy yếu, khiến cho sức khỏe giảm sút nhiều phần. Nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ áp lực tinh thần. Bản mệnh phải lo nghĩ về công việc cũng như đào đáo cách tìm kiếm tiền vào túi. Tình cảm lại không được như ý.
tâm lý thường xuyên bị căng thẳng, ức chế, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết: vận khí giảm sút mạnh, công danh sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu nâu, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết: đau đầu vì sự cạnh tranh, đố kỵ trong môi trường làm việc. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết: tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, vất vả để giữ được tiền nong trong tay. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu đen, màu đỏ. 4. Tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết: tình cảm xuất hiện những vết nứt do thời gian dành cho nhau không nhiều. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu tím, màu hồng. 5. Tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết: áp lực tinh thần quá lớn khiến cho sức khỏe của con giáp này giảm sút. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tử vi tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Mùi cho thấy con giáp này chịu nhiều tác động của hung tinh nên vận khí giảm mạnh, nhưng trong khó khăn lại có những cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn, đúng như câu nói lửa thử vàng, gian nan thử sức. Bị cục diện tương xung án ngữ, những chú dê gặp khó khăn đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan nằm ở việc điềm báo có tiểu nhân quấy phá, đối thủ cạnh tranh, làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công giả trang. Còn nguyên nhân chủ quan có thể do bạn còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở giữa chừng, cần thêm sự kiên định mới mong thành công. Cận kề Tết Nguyên Đán nhưng con giáp này chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng đến cuối tháng. Phương diện tài lộc cũng có nhiều bất lợi do đại hao hung tinh, trụ về hao tài chiếu mệnh. Người tuổi Mùi cần phải thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ được tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy đến, công việc kém suôn sẻ do tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh dễ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Tháng Quý Sửu, người độc thân vẫn đang lây hoay để tìm lối đi riêng cho tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh vì suy nghĩ, không nên bỏ mất cơ hội hạnh phúc nên bạn cố dấn thân, xong cũng không có nhiều hy vọng. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí đổ vỡ. Thêm nữa, sức khỏe, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ xát của con giáp này là khá cao. Đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ gìn sức khỏe tốt, vừa không mất bệnh đi viện. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Sửu, những chú dê đứng núi này đứng trước những thách thức khó khăn do vận khí giảm sút, nhiều hung tinh xung chiếu, chịu tác động mạnh mẽ của tương xung thái tuế, công việc của con giáp này liên tục xảy ra những trục trặc không tên. Có những việc vốn đã làm quen tay, nay cũng xuất hiện sai sót bất ngờ.
Áp lực tinh thần của con giáp này cũng ngày một lớn, dù nguyên nhân khách quan là chủ yếu nhưng cũng không thể nào kể đến. Những vấn đề xuất phát từ chính con giáp này khiến cho mọi chuyện càng trở nên bế tắc rõ ràng. Điềm bảo, người tuổi Mùi có thể đụng độ tiểu nhân hoặc lay hoay tìm ra cách để không bị đối thủ vượt qua mặt mình. Hàng loạt thách thức cùng lúc khiến bản mệnh làm việc gì cũng khó bề mà suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công giả trang. Nguyên nhân chủ yếu có thể nằm ở thái độ làm việc có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt của bạn, hơn nữa còn thiếu sự quyết tâm làm việc hay bỏ dở giữa chừng. Thời gian cận kề Tết Nguyên Đán như thế này, bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng đến cuối tháng. Tháng Quý Sửu nhờ có nguyệt lệnh làm mộ ở Mùi tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể biến động theo chiều hướng tiêu cực, khiến cho Mùi Thổ vẫn giữ thái độ bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác hoặc làm việc độc lập, đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, bạn cần hòa mình với tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh hơn. Nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của con giáp này cũng bị đè nén căng thẳng. Những chú dê sẽ phải làm việc tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó thì mai ra kết quả mới khả quan. Còn nếu lười nhác, chủ quan thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Nhưng đừng quá lo lắng, lựa thử vàng, gian nan thử sức, khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn. Nếu bạn có thể giữ thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong xử lý vấn đề, suy nghĩ kỹ càng trước sau khi đưa ra những quyết định, không nóng vội quyết định bừa bãi thì vận khí sẽ dần có khởi sắc, thậm chí chuyển nguy thành an vào những ngày cuối tháng. Hãy nhớ lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo hỏng việc. 2. Luận về phương diện tài chính. Không chỉ đối với phương diện sự nghiệp, mà tài lộc của những chú dê cũng có những biểu hiện xuất hiện nhiều nguy cơ. Không có tài tinh chiếu mệnh trong tháng mới, đã vậy lại có tương xung và hung tinh đại hao, chủ về hao tán tiền của hoành hành, khiến cho tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Trong khi các nguồn thu không tăng thì các khoản chi lại quá nhiều, khiến cho việc chi tiêu mất cân đối. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra không ít các khoản để sắm sửa trang hoàng nhà cửa. Nếu không quản lý chi tiêu hợp lý hơn, túi tiền của con giáp này cũng trong tình trạng khó khăn. Có người thậm chí còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đắp chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Với người làm công ăn lương, công việc kém suôn sẻ do kẻ tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Dự án hoàn thành kém hiệu quả, tiến độ trì trệ, ảnh hưởng khá lớn đến các khoản lương thưởng Tết. Hơn nữa, tiểu nhân vượng vận, bản mệnh có thể sẽ bị kẻ xấu bụng, bày mưu, tính kế, hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận giảm sút nhanh chóng. Thời điểm này cũng không thích hợp để đầu tư mạo hiểm, vận trình có nguyệt lệnh lâm mộ nên khá yếu ớt. Mưu sự khó thành, dù bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhằm kiếm một khoản lớn để chi tiêu vào dịp Tết, nhưng tỷ lệ thành công là không cao, vậy nên tránh thì hơn. Có thời gian nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến sẽ tiến hành, nắm chắc phần thắng trong tay. Khi nhận được lời đề nghị hùn vốn đầu tư với người khác, người tuổi Mùi cần phải thận trọng xem xét lại các nguồn thông tin, đừng thấy người khác làm ồ ạt một cách ngon ăn mà nghĩ mình cũng có thể học theo, làm ăn thiếu hiểu biết đồng nghĩa với thua lỗ càng lớn. Tết Nguyên Đán đã cận kề, tốt nhất người tuổi Mùi cứ chi tiêu, thắt lưng, buộc bụng, tính toán thận trọng thiệt hơn thì mới có thể giữ được túi tiền. Nên nhớ, mua sắm Tết vừa phải thiết thực nhất, trở nên hoang phí. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Vận đen tiếp tục đeo bám người tuổi dê, cả ở phương diện tình cảm vào tháng Quý Sửu này. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng rõ ràng, xảy ra nhiều biến động. Với tính cách cố chấp, bảo thủ của mình, nên có thể gây ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong chuyện tình cảm. Những rắc rối trước đó chưa được giải quyết, cộng thêm mâu thuẫn mới phát sinh khiến cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt.
Nếu cả hai vợ chồng không thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề, e rằng khúc mắc trong lòng mỗi người ngày càng lớn, khó mà giải tỏa được. Tình cảm vợ chồng vì thế mà phai nhạt dần, ảnh hưởng tới cả các thành viên trong gia đình. Năm mới đã đến gần, đừng để bất cứ mâu thuẫn nào phá hỏng bầu không khí đoàn viên những ngày này. Trong khi đó, người độc thân vẫn đang lây hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có lẽ cũng bởi bạn quá mải mê với công việc và kiếm tiền nên bỏ lỡ không ít những cơ hội yêu đương tốt lành. Thế nhưng, chỉ cần suy nghĩ lạc quan, tập trung hoàn thiện bản thân hơn thì tình hình cũng không có gì là ảm đạm đối như bạn nghĩ. Một số bạn vẫn quá sốt ruột muốn thoát khỏi tình trạng cô đơn. Và vì suy nghĩ không muốn để bỏ lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên đã cố dẫn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Tình cảm vốn không thể gượng ép càng khó thành. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Vào tháng Quý Sửu năm 2022 này, báo hiệu sức khỏe của những chú dê xuống dốc, sức đề kháng suy yếu. Dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, có nguy cơ bị té ngã, bị thương do va đập, cọ xát của con giáp này là khá cao. Người tuổi Mùi cần chú ý khi đi đường, làm gì cũng nên phải cẩn thận, vừa để giữ gìn sức khỏe, vừa không mất tiền đi bệnh viện. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên cải thiện thể trạng bằng việc rèn luyện mỗi ngày, vận động hợp lý kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 12 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Đứng trước nhiều thách thức do vận khí sụt giảm, nhiều hung tinh xung chiếu. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết, có thể đụng độ tiểu nhân hoặc bị đối thủ vượt mặt. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, tai vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tai. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu xám, màu cam. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tình cảm lứa đôi ngày càng rõ ràng và xảy ra nhiều biến động. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu cà phê, màu nâu. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết, sức khỏe xuống dốc, sức đề kháng suy giảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân, khó đạt được hiệu quả như mong đợi, dễ hao tài tổn của. Bước sang tháng Quý Sửu, ở thời điểm cận kề năm mới, tuy tuổi Thân rất muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ và có sự đột phá rõ ràng, nhưng rất tiếc may mắn vẫn chưa đứng về phía bạn, không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, vận khí khá ảm đạm. Tháng này, nguyệt lệnh lâm đất tử, tình trạng tinh thần của người tuổi Thân khá bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, làm xấu đi các mối quan hệ và còn khiến bản thân thiếu sự bình tĩnh, các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ, đề phòng với vận tiểu nhân trong tháng này. Trong tháng chạp, tài lộc của người tuổi Thân cũng không có nhiều điểm sáng, tiểu hao có thể gây ra những tác động khiến cho hao tài tổn của. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình đang phụ trách, tránh gây ra những sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ trước khi đưa ra những quyết định. Chuyện tình cảm kém sắc, thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi vã thì nhiều. Dù là các cặp vợ chồng hay là những cặp đôi đang yêu đều khó tránh khỏi mâu thuẫn bất đồng.
Khúc mắc không sớm hóa giải sẽ khiến cho bầu không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong gia đình, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Đồng thời, áp lực công việc trong tháng Quý Sửu cũng thường khiến cho những chú khỉ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì phải tránh những đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả, rau xanh. Ngoài ra, cần phải chú ý của ảnh hưởng của thiên hình có thể gây chấn thương hỏa huyết quang. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Thân qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Tuổi luận về phương diện sự nghiệp. Xét về phương diện sự nghiệp, trong tháng Quý Sửu này, người tuổi Thân có thể rơi vào vũng lầy với rất nhiều khó khăn, áp lực đến trong tháng. Vì mọi việc khó mà thành công như ngày ban đầu, nên người tuổi Thân chỉ có cách là tiến vững chắc và ổn định từng bước một thì mới có thể tự thay đổi vận mệnh. Không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh trong tháng này, cung tử rơi vào Thân, bản mệnh phải tốn nhiều thời gian, công sức để xoay sở khi các kế hoạch không diễn ra như mong muốn. Ở thời điểm Tết đã đến gần, con giáp này vẫn chẳng được thảnh thơi phút nào để có thể hân hoan chào đón xuân mới. Cũng chính là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn mử khá nhiều. Con giáp này vừa phải tất bật hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trước kỳ nghỉ xuân dài ngày trước mắt, lại vừa phải chuẩn bị cho các dự định trong năm mới. Cảm giác làm mãi vẫn không hết việc, tinh thần xuống dốc trầm trọng gây nên những căng thẳng. Đặt nhiều kỳ vọng nhưng không ít những kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Cảm xúc của người tuổi Thân lên xuống khá thất thường. Bạn dễ nổi nóng với những việc nhỏ nhặt, tự làm xấu đi các mối quan hệ. Điềm báo cho thấy người tuổi Thân có thể vô tình vướng phải thị phi, nếu xử lý không khéo có thể dẫn tới những lời đàm tiếu, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc của mình. Hơn nữa, tâm trạng bất ổn có thể khiến cho người tuổi Thân thiếu sự bình tĩnh. Các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ. Đó cũng có thể là những cơ hội để kẻ tiểu nhân nắm thóp, gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để bỏ lỡ mất những cơ hội học hỏi và thăng tiến. Tháng chạp này, người tuổi Thân còn chịu tác động của hung tinh thiên hình, nên nếu làm việc không tới nơi tới chốn, có thể sẽ vướng phải hàm quan kiện tụng dính dáng đến pháp luật. Đặc biệt những người làm công việc về giấy tờ sổ sách, việc nhà nước càng phải biết tự bảo vệ bản thân, tránh hành động lỗ mãng, không mang hậu quả. Vào những lúc sự nghiệp phải chịu áp lực nặng nề, bạn cần phải mở lòng tâm sự với người khác, đặc biệt là với những người thân thương nhất của mình. Khi đã có điểm tựa tinh thần, bạn có thể sẽ có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh. 2. Luận về phương diện tài chính. Theo dõi tử vi năm 2022 vào tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tài chính của người tuổi Thân có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, chi tiêu thường xuyên rơi vào cảnh mất cân đối, lúc thì hoang phí, lúc thì thại quậy quá dè chân. Thời điểm này, nếu không có kế hoạch chi tiêu khoa học, e rằng cuối năm vẫn còn rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, vay mượn chồng chất. Không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có tiểu hao hung tinh, ảnh hưởng tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, hầu như khó tụ. Người làm công ăn lương được nhắc nhở cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót. Khi đó hậu quả không chỉ gây ảnh hưởng tới tập thể mà còn có thể làm giảm thu nhập cá nhân. Cuối tháng bạn có thể nhận được những khoản lương thưởng Tết do nỗ lực cả năm, nhưng cũng bởi những nhiều hạng mục cần mua sắm cho Tết, trả nợ, thanh toán hóa đơn nên hao hụt khá nhanh. Để hạn chế tình trạng tiền trôi khỏi túi, bạn có thể liệt kê chi tiết các khoản mua sắm cho Tết để có thể đánh giá mục nào có thể cắt giảm. Nên nhớ, tình hình chung không quá khả quan, hãy đón Tết một cách tiết kiệm và thiết thực nhất. Nếu là người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định vào thời điểm
Cận Tết như thế này, tốt nhất nên tập trung hoàn thành những kế hoạch dàn dở, hạn chế mở mang, mởi mông, thoát khỏi những nguy cơ, lỗ nặng. Dù có muốn đầu tư cũng phải phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc vi pháp hoặc lừa gạt tiền do hung tin thiên hình đưa đến. Đặc biệt, tháng có tiểu hào xuất hiện, đi xa không có lợi, hoặc bạn sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc. Trong trường hợp bắt buộc, nên xem ngày tốt, xấu và chọn hướng xuất hành tốt để đi. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi Thân vào tháng 12 âm lịch này được dự báo kém sắc. Thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi vã thì nhiều. Dù là các cặp vợ chồng hay là những cặp đôi đang yêu đều khó tránh khỏi mâu thuẫn bất đồng. Mối quan hệ vợ chồng dễ nảy sinh xung đột, nguyên nhân chính có thể xuất phát từ vấn đề tiền bạc, công việc bế tắc, tiền bạc ảm đạm khiến cho tinh thần của con giáp này rất bí bách. Chỉ cần chút va chạm thường ngày cũng khiến cảm xúc của bạn bùng nổ, dễ cáu bẳn, chút giận lên nửa kia hoặc con cái, gia đình vì thế mà ngập tràn sự căng thẳng. Khúc mắc này không sớm hóa giải sẽ khiến cho không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Bên cạnh đó, thiên hình lại mang tới sự ngột ngạt, bản mệnh khó mở lòng, chia sẻ với nửa kia hay người thân trong gia đình về những vấn đề đang gặp phải. Nhưng cứ giữ trong lòng, không chịu giải tỏ thì không có cách nào giải quyết tốt nhất. Bạn nên chia sẻ với người thân để cho người khác thông cảm hiểu bạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong một tháng có nhiều vấn đề phải lo lắng, tình trạng của người tuổi Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Áp lực công việc, tiền bạc đè nặng khiến cho những chú khỉ thường cảm thấy mệt mỏi, chán nản, ăn uống kém ngon, mất ngủ, nóng trong người. Rất may là những triệu chứng khó chịu này có thể cải thiện bằng chính những thay đổi của bạn. Còn giáp này cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung nhiều hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, sự chiếu của thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã, bị thương, tai nạn. Cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành đi xa để có thể đón một cái Tết an lành. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân vào tháng 12 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, kế hoạch không như mong muốn, tốn nhiều thời gian, công sức để xoay sở. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, tình cảm kém sắc, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, tự làm xấu đi các mối quan hệ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, chi tiêu mất cân đối, tiền bạc có đến sớm nhưng khó tụ. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, thể trạng sa sút do nhiều vấn đề phải lo nghĩ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dậu, chuyển biến tích cực, có nhiều sự hậu thuẫn.
Bước sang tháng 12 âm lịch, những chú gà gặp được cục diện tam hợp thải tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt hơn so với khoảng thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của những chú gà có thêm các tinh thiên ẩn che chở nên vận trình không tệ chút nào. Chỉ cần con giáp này bình tĩnh, tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Về vấn đề tiền bạc ở thời điểm này, khá dư dả. Tuổi Dậu được dự đoán có cả nguồn thu về nghề tay phải và cả tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân những món quà khích lệ tinh thần cho những nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi tới quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Con người độc thân có đào hoa vận, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Trong tháng Quý Sửu, người tuổi Dậu đặc biệt cần phải lưu ý tới phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh làm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của con giáp này, có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ đau ốm. Hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở những chú gà cần phải đi lại làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật, tai nạn. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Dậu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Sửu, người tuổi Dậu sẽ có những người xung quanh ngạc nhiên bởi những sự bứt phá của con giáp này vào tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực rãng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt để người tuổi này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đang có, tiến bước xa hơn trên chặng đường công danh sự nghiệp của mình. Lại thêm thiên ẩn xuất hiện trong tháng này, bảo tin vui cho người tuổi Dậu biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh, tập trung trong công việc, hoàn tất những nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn nhiều công sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp cho những chú gà tiến nhanh và tiến xa hơn. Vậy nên, thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ý lại vào người khác mà phải tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là lúc thời gian tốt để bạn trau dồi cũng như rèn luyện cả lẫn về sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy. Vậy là sau cùng, những cố gắng không ngừng nghỉ của người tuổi Dậu cuối cùng được gặt hái, được những thành công, từng bước tiến đến nhanh hơn với mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này, quyết định trao thêm trọng trách và cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, người tuổi Dậu vẫn cần phải hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có kẻ tiểu nhân quấy phá. Lúc này, bạn cần phải ý thức được rằng dù bản thân đang có lợi thế thì cũng trở nên tỏ ra hoành hoang, khoe khoang, coi thường người khác và có thái độ không khiêm tốn. Chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ ra thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân tự rước lấy rắc rối vào bản thân.
2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho biết, tài lộc của người tuổi Dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc, cả nghề tài phải lẫn nghề tài trái đều đem lại thu nhập khả quan. Nhưng chính có chính tài vẫn có xu hướng nhịn hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, người tuổi Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản doanh thu không nhỏ. Đây là tháng chạp, là tháng cận Tết. Cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc giúp cho tài khoản của người tuổi Dậu tăng tiện chóng mặt. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh đón lọc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Các cơ hội buôn bán mùa lễ hội của năm tiếp tục mở ra trước mắt có thể khiến cho bản mệnh trở ngập. Nhưng cũng đừng vì thế mà bản mệnh có thể gặp những khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Người tuổi Dậu được khuyên đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm, căn cứ năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn. Gặp tình huống bất lợi cũng sẽ biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, người tuổi Dậu cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao ngũ quỷ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả, bạn nên có sự thoải mái, thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy cũng phải học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc mua sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. 3. Luận về phương diện tình cảm. May mắn tiếp tục đồng hành với người tuổi Dậu ở phương diện tình duyên. Tháng này chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui nhờ bản hợp đồng hành. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Sớm ngày về chung một nhà khi giữa cả hai có sự đồng cảm thấu hiểu cho nhau. Dù cũng từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng sau cùng tình yêu vẫn bền vững. Đây chính là tín hiệu rất tích cực. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Những ngày cận Tết này, chuyện nhỏ, chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương. Nhờ vậy mà không khí gia đình luôn tràn đầy sự ấm cúng hòa thuận. Người độc thân có đào hoa phượng, nhân duyên khác giới phượng nên dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Nếu tình cảm đến lúc này sẽ phát triển nhanh, thời gian tới bạn sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Duy nhất đối với người tuổi Dậu cần quan tâm vào thời điểm này là tình hình sức khỏe của mình trong tháng Quý Sửu này. Do vậy, cần phải hết sức thận trọng vì có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống kém ngon lại khiến cho tâm trạng của bạn sa sút nhanh chóng. Bệnh cũ cũng có thể dễ tái phát nếu trong thời gian này bạn lơ là việc chăm sóc sức khỏe và cơ thể của mình. Những thói quen sinh hoạt thiếu điều độ, thiếu khoa học, lối sống không lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật, tai nạn, nhất là trong những ngày cuối năm cận Tết. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. Tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nửa sao mộc đức, khẩu quyết, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 2. Tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, năm sao mộc đức, nửa sao thủy diệu, khẩu quyết. Các mối quan hệ tốt đẹp mang tới nhiều sự hậu thuẫn. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng.
3. Tuổi Tân Dậu mạnh mộc, nam sao phần hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết, nghề tay trái, tay phải đều mang lại nguồn thu nhập khả quan. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, tình cảm nhiều bước chuyển, tích cực. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. 5. Tuổi Ất Dậu mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, thể trạng sa sút nhanh, chú ý chăm sóc sức khỏe hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất, đào hoa nở rộ giữa lúc vận khí sa sút. Bước sang tháng Quý Sửu, vận trình của người tuổi Tuất có điểm sáng ở phương diện tình duyên, nhiều cơ hội tình cảm mở ra. Tuy nhiên, công danh sự nghiệp lại khiến cho con giáp này khó hài lòng. Kế hoạch không theo kịp thực tế, phải tốn nhiều công sức hơn để xoay chuyển tình hình. Xuất hiện cục diện tương hình thái tuế khiến cho người tuổi Tuất gặp nhiều vướng mắc trong công việc, chủ yếu do tư duy bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy, đây cũng không phải là khoảng thời điểm thích hợp để nhảy việc, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Tình hình tài chính cũng có sự phát triển nhưng không tích cực vào tháng này. Tử vi vào tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất cho thấy, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch để cải thiện thu nhập của bạn lại không đem lại nguồn lợi nhuận như mong đợi. Tháng này, bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh dùng những thủ đoạn để cướp đoạt công sức của bạn. Tháng Quý Sửu còn có nguyệt lệnh làm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của con giáp này cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng quể quải, làm việc giảm hiệu suất ngày hằng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Như đã nói, phương diện tình duyên của người tuổi Tuất khởi sắc mạnh mẽ trong tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần, được đào hoa tình chiếu mệnh, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi. Tình cảm thăng hoa và êm ấm tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 12 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Tuất được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió trong tháng tương hình án ngữ. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy vại khổ sở bên ngoài. Vào thời điểm cận kề năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết, nhưng người tuổi Tuất vẫn phải một phen lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi lệch khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tuất. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bể tắc, người tuổi Tuất ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc, đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an thì lại có dấu hiệu bỏ bê chán trường. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn, công việc dồn, rắc rối trồng chất, tinh thần càng thêm chán trường. Chẳng những như vậy, người tuổi Tuất có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải những sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể.
Bởi sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước khiến cho con giáp này mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm, người tuổi Tuất quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, mãi ngủ quên trên chiến thắng, mà bạn đã lơ đi nhiệm vụ, tinh thần chiến đấu bị phủ bụi. Những điều này chủ yếu xuất hiện ở người làm công ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý tháng Quý Sửu này có sự xuất hiện của sao Thái Âm mang theo vận quý nhân là nữ giới khá vượng. Nếu cần tới sự hỗ trợ giúp đỡ từ ai đó, bạn hãy nhờ một người bạn hay đồng nghiệp là nữ của bạn. Họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp, giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Sửu, tình hình tài chính của người tuổi Tuất chưa có sự khởi sắc trong tháng này. Mặc dù có Thái Âm, chủ đề điền sản đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận vẫn chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch, cải thiện cuộc sống của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong đợi. Có lẽ người tuổi Tuất chỉ có thể trông chờ vào khoảng thưởng Tết cuối năm, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất của bạn cần quan tâm lúc này là cân đối các khoản thu chi hợp lý. Do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch quản lý tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ chi tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính toán đường dài, tránh việc lợi ích trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh. Những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này, bạn nên đề phòng những đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp đoạt công sức của bạn. Tốt nhất trong thời điểm này, đừng vội khởi nghiệp. Năm hết Tết đến, hãy tạm gác các kế hoạch đợi ra Tết hẳn tính toán cẩn thận để chắc chắn phần thắng trong tay. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trái ngược với những điều kém may mắn trong công việc và tài chính, phương diện tình cảm của người tuổi Tuất lại được thăng hoa mạnh mẽ vào tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Nhờ có Thái Âm chiếu mệnh, vận đào hoa của người tuổi Tuất tăng lên, mở ra nhiều cơ hội tình cảm cho cả hai người đã có đôi có cặp. Đặc biệt với người còn độc thân, nếu biết nắm bắt cơ hội thì không khó để tìm được mối nhân duyên tiền định của mình. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để mở cửa trái tim đón nhận tình yêu bằng cách tự tin hơn về sức hút của con người tự nhiên của bạn. Đừng cố bắt chước hay tỏ ra giống ai đó, bởi đấy sẽ không còn là bạn nữa. Hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh, tự thân bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự. Với những cặp đôi đang yêu nhau lâu dài hoặc đã kết hôn, tình cảm chẳng những không có dấu hiệu phai nhạt mà còn ngày càng nồng ấm hơn những ngày cận kề Tết Nguyên Đán này. Công việc của hai bạn tuy bận rộn, nhưng dù vậy hai bạn cũng dành thời gian cho nhau nên không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tình cảm thăng hoa và ấm êm cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng này có nguyệt lệnh làm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của người tuổi Tuất cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng quể quải, làm việc cảm hiệu quả, cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiếu thông, thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới những hành sự sai lầm, gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân vướng vào những rắc rối. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời nên nhanh chóng biến mất. Nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao hợp lý,
Ngoài ra, bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, chia sẻ với người thân để giải tỏa áp lực. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 12 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Dễ vấp phải sự phản đối từ đồng nghiệp cấp trên. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn màu nâu, màu đỏ. 3. Tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Tài chính chưa có khởi sắc, cần cân đối thu chi hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Tình yêu thăng hoa mạnh mẽ nhờ đào hoa khoe sắc. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Sức khỏe sa sút, sức lực hư hao, ảnh hưởng tới hiệu suất thường ngày. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi, vận khí thăng cấp, đón nhiều hỷ sự. Bước sang tháng mới, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng này nhờ có Tam Hội và Đế Vượng che chở, vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản được bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được những thứ mà mình muốn. Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm nay. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng, kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được khoản lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài tổn của là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tổn của rất lớn, có thể là do những kế hoạch mua sắm sửa soạn cho Tết. Tình cảm trong tháng Quý Sửu của người tuổi Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Nếu biết mở rộng quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả sự nghiệp sau này. Thể trạng của người tuổi Hợi cũng khá sung mãn trong tháng vận khí khá vượng và đang lên. Cộng với thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng, bản mệnh hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình, nhưng vẫn cần lưu ý trong tháng này có dấu hiệu dịch chuyển khá nhiều. Bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng mới, người tuổi Hợi sẽ có phương diện sự nghiệp tràn ngập cơ hội, nhiều tin vui. Nhờ có cả thái tuế, nguyệt lệnh và nhiều các tinh hậu thuẫn. Bước sang tháng Quý Sửu, những chú Hợi lâm tượng Tam Hội lại được nguyệt lệnh Đế Vượng chống lưng, vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ. Công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch, gần như có thể khẳng định rằng chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến về phía trước và đạt được những thứ mà bạn mong muốn vào thời điểm này. Tinh thần làm việc trong tháng khá cao,
Bản mệnh lăn xả vào mọi việc, chủ động song xảo chứ không còn chờ người khác giao việc như trước. Con giáp này đang được thôi thúc tạo ra rất nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Có lẽ vì thấy xung quanh mọi người đang làm việc hết sức chăm chỉ và cần mẫn, lại thêm tinh thần háo hức đón Tết, nên cũng ảnh hưởng phần nào càng thôi thúc bạn hăng hái tạo ra nhiều thành tựu hơn nữa. Hơn thể, tháng này người tuổi Hợi được Nguyệt Mã và Hữu Bật đưa đường dẫn lối, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây là giai đoạn mà bạn có thể trổ tài, đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình, chắc chắn rằng sẽ được nhận được sự tán dương, đồng tình từ đồng nghiệp và cấp trên. Mối quan hệ tốt đẹp với mọi người sẽ tạo nên những sự hỗ trợ vô cùng đắc lực trong những dự án mà bạn đảm nhận. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ bạn, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Nếu có thể duy trì đà tiến chắc chắn này, giai đoạn của năm sẽ trở thành dấu mốc ấn tượng cho những người hoạt động năng nổ trong các dự án. Bên cạnh đó, trong tháng dịch mã động tinh xuất hiện mang theo sự hăng hái, nhưng cũng là điềm báo cho sự bồn bà tất bật. Tất nhiên, thành công cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, chứ không có chuyện làm việc thảnh thơi, an nhàn mà há miệng chờ sung. Nhìn chung, tháng chạp sẽ là thời điểm lý tưởng để người tuổi Hợi song xảo và quyết liệt trong công việc. Bản mệnh dám nghĩ, dám làm, đưa ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo và đang trên con đường thực hiện hóa nó. Nếu may mắn, rất có thể ngay trong tháng bạn sẽ nhận tin vui về thăng chức tăng lương, đón một mùa xuân mới càng thêm ý nghĩa. 2. Luận về phương diện tài chính. Theo tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho biết, tháng này có cả nguyệt lệnh và các cát tinh nâng đỡ nên vận trình tài lộc của người tuổi Hợi khởi sắc trông thấy. Cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng, dù theo đuổi lĩnh vực nào cũng đón nhận tin vui. Tháng này có đế vượng xuất hiện, người làm công ăn lương phát huy mạnh mẽ trong công việc, tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc cũng vô cùng vượng phát. Hơn nữa, đây là tháng giáp Tết, cuối tháng sẽ có các khoản hạng mục đầu tư quyết toán, cũng giúp cho con giáp này thu về khoản tiền lương, tiền thưởng, xứng đáng, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Với một số bản mệnh, nguồn thu phụ trong tháng tăng đột biến, thậm chí còn tăng gấp nhiều lần khoản thu chính, cũng giúp bạn mừng ra mặt. Nỗ lực kiêm nhiệm việc, nghề tài trải của bạn cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Bỏ công bao ngày, vắt óc suy nghĩ, thức khuya dậy sớm. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với hàng Tết. Thời gian này hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng tăng cao. Cũng may có Nguyệt Mã và Hữu Bật tương trợ, khả năng tính toán của người tuổi Hợi được dịp thể hiện. Bạn có thể đánh bại những đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Các hạng mục đầu tư cũng thấy rõ dấu hiệu sinh lời. Nhưng do đang vào thời điểm cận Tết nên biến động thị trường lớn, ra Tết sẽ có những sự khác biệt rõ ràng. Bạn sẽ biết điểm dừng đúng lúc rút lại khi có thể, đừng tham thì thầm. Tuy nhiên, tháng này có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài phai hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tổn của rất lớn. Có thể là những kế hoạch mua sắm sửa soạn cho Tết hay mua sắm quà cáp biểu sản. Lúc này, rất cần kế hoạch tài chính phù hợp để chi tiêu, không ngặt nghèo mà vẫn còn tích lũy được khoản dư nhất định. 3. Luận về phương diện tình cảm. Thêm một phương diện bừng sáng trong tháng Quý Sửu này đối với người tuổi Hợi, đó chính là về tình yêu. Nguyệt lệnh làm đế vượng như thổi nguồn sinh khí mới an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong bản mệnh. Trời xuân phơi phới, các khỉ ngập tràn cũng là thời điểm trăm hoa đua nở, có lợi cho nhân duyên của người tuổi Hợi vô cùng. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Dù thời gian này mọi thành viên trong nhà đều tất bật với công việc, song
Từ giữa tháng thì gia đình đã quây quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa. Cùng bàn kế hoạch sắm sửa đón Tết càng giúp cho không khí gia đình tưng bừng phấn khởi. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Tháng cuối năm cặp rập có thể ra duyên, tiến hành đám cưới sẽ rảnh ràng hơn. Với người còn độc thân, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, bạn có thể tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả sự phát triển sự nghiệp. Khi duyên tới, hãy cứ mọi để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, đừng quá gượng ép kẻo mọi chuyện khó thành. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng Quý Sửu, sức khỏe của người tuổi Hợi cũng được dự báo không gặp vấn đề nào đáng ngại. Thể trạng của con giáp này khá sung mãn khi vận khí đang lên. Nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, tháng này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng, xã giao nên khó tránh tình trạng tiêu hóa kém đầy bụng. Bạn nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định. Dịch mã, động tinh cũng là điềm báo, dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ, việc lớn, việc nhỏ đều có thu hoạch. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, nhận được nhiều tán dương và đồng nghiệp. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. 3. Tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tài lộc khả vượng, các nguồn thu đều tăng đột biến. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, tình cảm như thổi thêm nguồn sinh khí an lành, nhiều cảm xúc ngọt ngào. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, thể trạng khá sung mãn khi vận khí đang đi lên. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng.